Những ngày này, các vùng hoa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang bước vào thời điểm bận rộn nhất cho vụ hoa Tết năm 2021. Nông dân tại vùng hoa Gò Giản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thì thời tiết bất lợi thời gian qua đã cản trở không ít đến quá trình sản xuất và năng suất hoa, nên nhiều hộ dân không khỏi lo lắng. Vùng hoa Gò Giản thuộc thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, rộng 2,5 hectare, với khoảng 20 hộ tham gia sản xuất. Kỳ vọng vào vụ hoa Tết sẽ giúp bù lại những thu nhập cho những tổn thất vì ảnh hưởng từ Covid-19 trong năm nay, nên bà con ở đây tăng cường sản xuất hàng ngàn chậu hoa các loại như cúc, vạn thọ, lily, dương liễu, v.v. cùng một số giống mới. Tuy nhiên, mưa cùng không khí lạnh kéo dài thời gian qua đã khiến quá trình chăm bón và sinh trưởng của hoa bị chậm đi rất nhiều. Bà con lo ngại lưu hàng cho đợt Tết sẽ bị giảm đi tới hơn 50% giá trị. Thì năm nay nói chung là dân ở xuống hoa thì cũng ít hơn mấy năm vì lục bổ rồi Covid nên họ sợ nên họ xuống ít nên với lại năm nay thời tiết mưa gió nhiều nên đi lộm hoa cũng hơi khó khăn vì bệnh. Vì kinh tế khó khăn nên sức mua cũng giảm theo. Các mối đặt hàng dưới thành phố cũng vì thế bị cắt giảm nhiều. Thậm chí người trồng hoa cũng phải bỏ hàng và trả cọc sau, tùy theo bàn hàng. Như hoa nhỏ thì tới hồi đó họ tới họ mua. Còn cái hoa chậu á là cũng có người tới đặt cọc, nhưng mà chỉ đặt bằng miệng thôi chứ chưa, mình không có lấy tiền cọc. Tại vì hiện giờ là Covid, mình chưa biết cái giá của thị trường như thế nào. Mà mốt là mình phải xuống liên hệ ở dưới kia, gió xuống là mình xuống với họ, mà gió lên thì mình đi lên với họ để công bằng, cho mình không dám lái để cao hơn hoặc thấp hơn. Trước tình trạng năng suất bị ảnh hưởng do thời tiết và đầu ra cho thị trường không đảm bảo, người trồng hoa mong muốn các cấp chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để họ có thể cải thiện cho vụ hoa Tết, đảm bảo đời sống, thu nhập cuối năm. Vừa rồi rụt quá là bà con cũng hơn có hư số giống cũng hơi nhiều, cũng cố gắng khắc phục để cho có hoa Tết với họ, nhưng mà cũng chờ nhà nước hỗ trợ tiền ít để giống hay là phân hay là cái chi đó cũng được. Còn như hoa Tết này thì bữa nay dịch thì trồng đấy chứ cũng đang lo cái đầu ra. Sợ là Covid này là đầu ra mình không có đảm bảo được á, là nhờ cấp trên làm đang có cái đầu ra giúp giùm với dân đó. Có thể thấy những năm gần đây nghề trồng hoa mang lại lợi nhuận khá nên diện tích trồng hoa ở vùng nông thôn Hòa Vang ngày càng tăng. Nếu trước đây các hộ dân Gò Giản chỉ trồng hoa thương phẩm với quy mô nhỏ, mang tính manh mún, lợi nhuận kinh tế không cao, thì nay nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nghề trồng hoa đã mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Tuy nhiên, cứ mỗi mùa xuân giống vụ hoa Tết, người trồng hoa vẫn còn lo lắng trước những diễn biến của thời tiết và dịch bệnh.